Trung Quốc đưa thầy thuốc và binh sĩ tới Thượng Hải để xét nghiệm COVID-19 hàng loạt đối với 26 triệu dân. Trung Quốc đã cử quân đội và hàng ngàn nhân viên y tế tới Thượng Hải để giúp thực hiện xét nghiệm COVID-19 hàng loạt cho 26 triệu người dân nhằm giúp đẩy lùi ca nhiễm tiếp tục gia tăng. Quân đội Trung Quốc xác nhận họ điều động hơn 2.000 bác sĩ quân y với hơn 10.000 nhân viên y tế tới Thượng Hải bằng xe điện lẫn máy bay. Đây là đợt đối phó COVID-19 lớn nhất ở Trung Quốc từ khi đại dịch bùng phát tại Vũ Hán năm 2019, với khoảng 4.000 nhân viên y tế tới Hồ Bắc, nơi tòa lạc thành phố Vũ Hán. Thượng Hải giờ đây bị phong tỏa bắt đầu từ ngày 28 tháng 3 và kéo dài để buộc tất cả người dân phải ở trong nhà, khi thành phố này ghi nhận hơn 8.500 người nhiễm Covid-19 không có triệu chứng. Tuy nhiên, nhiều người Thượng Hải tỏ ra lo lắng về những đứa trẻ bị dương tính với Covid-19 nếu bị tách khỏi cha mẹ và tự hỏi vì sao bệnh nhân không có triệu chứng chiếm phần lớn số ca nhiễm ở Thượng Hải, không cách ly tại nhà những bức hình và đoạn video lan truyền trên mạng xã hội trung quốc cho thấy các nhân viên y tế lẫn tình nguyện viên đã kiệt sức nằm ngủ trên ghế nhựa hay trên bãi cỏ phía ngoài những khu nhà đã bị người dân xua đuổi còn bị mắng nhiếc liên hồi